tặng Anna. Bố tặng cho cô Anna rồi, khi cô ấy đồng ý, bố sẽ cưới cô ấy phải không ạ? Yeah, thích quá ạ. Thế là con sắp có mẹ rồi. Yeah, hurrah. Bố cũng thích cô Anna giống như con vậy, nhưng bố chỉ sợ cô ấy không thích bố thôi. Con chắc chắn một người tốt bụng, đẹp trai như bố lại cầm bó hoa này và nói: Anna, quà này tôi tặng cho cô, thì cô Anna cũng sẽ thích bố thôi. Các con bé tranh ma này. Anna, Anna, tôi đây. Ôi thần Linh ơi. Sao anh lại giật mình? Chẳng phải vừa gọi tôi đấy sao? Là Anna, không phải thần Linh nào đâu nhé. Mà sao anh đến sớm thế? Mà lại còn ôm một bó hồng rực rỡ nữa. Chi vậy? Tiện đường mua quà mừng sinh nhật cho con gái. Cháu được 5 tuổi rồi, rất ngoan, nhưng mồ côi mẹ. Anh mua một bó hồng đỏ làm quà sinh nhật cho con gái ư? Và cháu được 5 tuổi rồi. Tôi ra quán nước chờ anh bạn. Lát nữa mình gặp lại ha. Cái gì thế nhỉ? Ê trời ơi, vậy là ông bỏ ra đây ngồi mà chưa tặng hoa cho nàng à? Tôi bảo ông nghe nha, Anna là một cô gái rất xinh đẹp, công việc tốt, tính tình lại càng tốt, không biết bao anh chàng theo đuổi. Anh không nhanh lên thì người ta theo đám khác đấy. Chứ chờ anh David thì không biết bao giờ anh ấy mới cho mình ngửi hương hoa. Được rồi, vậy bây giờ tôi vào tặng hoa ngay cho Anna đi. Và nói rằng tôi tặng em bó hoa, tôi vừa nói với em là mua tặng sinh nhật con gái 5 tuổi hả? Thôi thế đành để lần khác vậy. 59 công viên quốc gia của nước Mỹ vừa để bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên, cũng đồng thời là nơi để chúng ta đến tham quan, cắm trại. Cho nên, việc con người đụng độ với những loài ăn thịt nguy hiểm hoàn toàn có khả năng xảy ra. Về cơ bản, nếu rơi vào trường hợp đó, điều đầu tiên cần ghi nhớ là không hoảng loạn bỏ chạy, bởi hành động đó sẽ kích hoạt bản năng săn mồi của con vật. Sau đó, chúng ta giơ hai tay lên cao để khiến cho hình ảnh của mình trở nên to lớn hơn trong mắt con vật. Thứ ba, hét lớn. Và thứ tư, nhìn thẳng vào mắt con vật đó. Ai có thể cho tôi biết chúng ta làm như vậy để làm gì không nhỉ? Nhất định là để mua vui cho con thú đó rồi, có phải không cô Anna? Đúng rồi đấy. Vâng, hẳn là các loài thú sống nơi thâm sơn cùng cốc cũng rất cần được xem giải trí. Nhưng chúng ta làm những điều trên nhằm khiến con vật hoảng sợ mà bỏ đi. 1, 2, 1, 2. Cảnh ở đây đẹp quá. Chết rồi, sư tử núi. Phải làm sao bây giờ? Điều đầu tiên cần ghi nhớ là không hoảng loạn bỏ chạy, bởi hành động đó sẽ kích hoạt bản năng săn mồi của con vật. Lùi lại, nhanh, lùi lại. Chết rồi, nó không có một chút gì sợ hãi cả. Mình phải làm sao đây? Mình sẽ bỏ mạng ở đây ư? Giữa lúc còn bao nhiêu chuyện gian dở. Bố ơi, con muốn có mẹ. Mình có cách này để thoát thân rồi. Đúng là trời không tiếc đừng sống của ai bao giờ mà. Có ai không? Cứu với! Có ai không? Chết rồi, con sư tử núi vẫn chưa bỏ đi. Trèo lên thì bỏ mạng với sư tử núi, mà không trèo lên thì chết mất xác ở vách núi đá này. Phải làm sao đây? Đuổi nó đi đi, cút đi sư tử núi. Nhanh qua đó xem sao. Tôi nghe thấy có tiếng người kêu cứu. Tất cả là nhờ công của cô Anna mà bạn tôi mới thoát chết trong gang tấc đấy. Tất cả là nhờ anh David bình tĩnh áp dụng được những kỹ năng đó thôi chứ. Thôi các anh, chúng ta về thôi, cho David được nghỉ ngơi nữa. Đúng rồi đấy, cậu nghỉ ngơi đi nhé, David. Khoan đã Anna, tôi có chuyện muốn nói. Có chuyện gì vậy? Tôi mới từ cõi chết trở về. Lúc tưởng như sắp mất đi mạng sống, tôi nhận ra rằng từng khoảnh khắc hiện tại thật đáng trân trọng.
và mọi phút giây trôi đi sẽ không bao giờ trở lại. Lúc đó tôi mới thấy hối tiếc vì đã không có can đảm làm những việc đáng lẽ nên làm từ lâu, như việc thổ lộ tình cảm với cô vậy. Liệu cô có đồng ý đi ăn tối với tôi không? Cuối cùng thì cũng chờ được lời nói này của anh rồi David. Cõi chết xem ra cũng không tệ lắm nhỉ. Thế bó hồng thương mến tặng Anna không biết đã tàn chưa David? Ngựa Bạch Long. Trường Lâm, sao chậm thế? Con Bạch Long này, sao hôm nay mày vô dụng vậy? Mới chạy có nửa ngày mà đã quỵ rồi. Mày mà còn thế nữa, tao sẽ thay con ngựa khác. Kìa mình, sao phải bực tức vậy? Con ngựa này già yếu, vô dụng rồi, tao muốn thay con khác. Mình à, con Bạch Long này là một con ngựa tốt hiếm có. Chỉ tại mình bắt nó chạy nhiều quá, bị kiệt sức nên nó mới như vậy thôi. Mình bớt đi đua ngựa, cho nó nghỉ ngơi là nó lại chạy tốt ấy mà. Lại cả nàng nữa, niềm đam mê của ta là đua ngựa, sao nàng có thể nói ta bớt đi đua ngựa chứ? Đi, đi, đi ra mau, con ngựa lười biếng này. Đi nào. Mày đúng là thân lừa ưa nặng, cứ phải ra roi mới chịu nghe lời phải không? Tỉnh rồi hả? Ta làm sao thế này? Tay ta sao không cử động được? Chàng đừng cử động, chàng quên rồi hả? Chàng đã bị ngã ngựa trên núi và bị gãy tay. Thầy thuốc đã băng bó lại rồi. Trời, gãy tay à? Liệu... Tay phải của cậu gãy xương rất nặng. Các mảnh xương vỡ đã được cố định, nhưng rất khó lành lại. Cái gì? Chẳng lẽ tay ta bị liệt luôn sao? Dù thế nào, đã có em ở bên cạnh đây rồi. Không, không. Mình ơi, thiếp mang cháu Yến đến đây. Chàng cố ăn cho chóng bình phục. Ta không ăn, nàng đem ra đi. Kìa mình, sao mình lại không biết lo cho sức khỏe như vậy? Ta đã ra thế này còn lo cái gì chứ? Tay ta đã trở thành tàn phế rồi. Cuộc sống của ta trên lưng ngựa giờ không còn nữa. Đàn ông như ta coi như vô dụng rồi. Mình đừng nói thế. Đợi một thời gian nữa, sức khỏe phục hồi, mình lại có thể cởi con Bạch Long đi săn rồi. Con Bạch Long, nó sao rồi? Nó bị gãy hai chân, cũng được băng bó rồi. Mình có muốn ra thăm nó không? Có, đưa ta ra đó đi. Mình đừng vào vội. Mấy hôm nay con Bạch Long ngày nào cũng luyện tập như vậy, ngã rồi nó lại đứng lên. Nó rất kiên cường. Em nghĩ nó sẽ sớm đứng lại được trên đôi chân của mình thôi. Tao thua mày rồi, Bạch Long ơi. Nhìn xem, con ngựa đã lấy lại được phong độ rồi. Nó đúng là một con ngựa kiên cường. Cả mình nữa chứ. Cánh tay của mình tuy không còn linh hoạt như xưa, nhưng tôi thấy mình vẫn là người cưỡi ngựa số 1 đó. Ta phải cảm ơn nàng. Chính nàng đã giúp ta có được ngày hôm nay. Cây đa biết nói. Ngày xưa, có một bác nông dân nhờ cần cù chịu khó, nên năm ấy được mùa bội thu,
Sau khi chở lúa đi bán, bác cẩn thận cất tiền vào túi, hớn hở đi về. Mệt quá, nghỉ chân chút đã. Ôi, mình ngủ quên mất. Phải về thôi, muộn rồi. Ôi, túi tiền của tôi đâu rồi? Ai ăn cắp túi tiền của tôi? Hãy trả lại cho tôi. Mất tiền rồi. Có chuyện gì thế? Bẩm quan, có một người đang ngồi dưới gốc đa khóc. Này anh kia, sao lại ngồi đây khóc lóc thế kia? Bẩm quan, tôi chịu cực chịu khổ, dầm mưa dãi nắng mới làm ra được hột lúa. Tới khi thu hoạch đem đi bán lấy tiền để nuôi vợ con thì bị người ta lấy hết sạch, không còn đồng nào. Bây giờ tôi không biết lấy gì để sống đây. Ông có chắc là mất ở chỗ cây đa này không? Tôi chắc chắn là mất ở chỗ gốc đa này. Bởi vì khi tôi ngồi xuống nghỉ thì tôi còn lấy túi tiền ra xem. Bác ngồi dưới gốc cây đa mà mất tiền thì ta phải hỏi cây đa mới được. Các ngươi hãy chặt một cành đa to xuống cho ta. Dạ. Bẩm quan, cành đa đã chặt xuống rồi ạ. Được rồi, bây giờ ta chính thức thụ lý điều tra vụ án này. Cành đa kia, nói cho ta nghe coi, đứa nào ăn cắp tiền của bác nông dân? Quan hỏi cành đa ư? Cành đa làm sao mà nói được? Kỳ lạ thật. Không nói hả? Người đâu? Đánh nói cho ta. Ôi da, đau quá. Thưa quan lớn, xin quan lớn đừng đánh. Con xin khai. Trời, cây đa biết nói. Tôi chưa thấy chuyện này bao giờ. Trời, có ma ư? Đúng rồi, người ta vẫn nói thần cây đa, ma cây đề. Mà cây này có từ hàng trăm năm rồi, chắc nhiều ma lắm. Ôi, sợ quá. Các người thấy không? Tội ác dù có cố giấu giếm đến đâu, cũng có người biết thôi. Ta nói lần cuối, kẻ nào ăn trộm nếu tự vào nhận tội, ta sẽ giảm án cho. Bằng không, để cành đa này nói ra, kẻ đó sẽ bị cả đời tống giam trong ngục tối. Đâu, cành đa kia, nói mau, kẻ nào ăn cắp túi tiền? Bẩm quan, là con trót dại, xin quan lớn tha tội. Được, tội ăn cắp không thể không trừng trị, nhưng vì ngươi nhận tội nên ta sẽ giảm án. Mau trả túi tiền lại cho bác nông dân. Dạ đây ạ. Con chưa tiêu mất đồng nào, vẫn còn nguyên ạ. Giải tên trộm này về phủ chờ ngày xét xử. Đa tạ quan lớn đã giúp đỡ, ngài đúng là bậc phụ mẫu của dân. Đây là trọng trách của ta. Đào, người lên đường rồi đó. Thế này là thế nào? Hóa ra cậu này nằm dưới hố, nói vọng lên chứ không phải cành đa biết nói. Đúng vậy. Đây là kế sách của quan để kẻ cắp kia có tật giật mình mà phải lộ diện đấy các bác ạ. À, Được rồi, mọi người hãy về đi. Bác cũng mau về nhà kéo vợ ngóng con trông. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.